Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách trang dấu tích và ô vuông trong Word Nếu mà các bạn thấy cái video của tôi mà hay á Thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách trang dấu tích và ô vuông trong Word Thì chúng ta sẽ làm như sau Đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ vào tab là Developer Nếu như Word của bạn Nó không có tab là Developer Thì các bạn chúng ta sẽ vào tab file này Các bạn chọn vào option rồi tiếp theo ở đây Các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là Customizer Ribbon này. Rồi Ở đây á, các bạn chúng ta sẽ chọn là Main Tab này Và các bạn chúng ta sẽ tích vào Cái tab là Developer này Tích vào nha, ban đầu nó như thế này Các bạn chúng ta muốn là mở tab là Developer lên Thì chúng ta sẽ tích vào đây Chọn vào OK Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện tab Developer Giờ các bạn chúng ta sẽ vào tab là Developer này chọn vào. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí mà các bạn chúng ta muốn là chèn ô vuông cái dấu tích này. Sau đó vào tab developer, chọn vào ô vuông. Đó. Rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn có dấu tích bên trong ô vuông thì các bạn chúng ta sẽ nhấn chuột trái vào ô vuông này thì nó sẽ có dấu tích nha. Đó tương tự đây, các bạn có thể là quét chọn ô vuông ở trên, cần trên C xuống đây các bạn dán cần trên V đó như vậy là tôi vừa tạo ra ô vuông có dấu tích. Còn nếu như các bạn chúng ta muốn là thay đổi biểu tượng bên trong ô vuông này, thay vì tôi muốn là có dấu chéo gạch ngang qua thì tôi sẽ chèn dấu tích vào trong ô vuông này thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên tôi sẽ bỏ dấu tích ở trong ô vuông đi. Tiếp theo tôi sẽ vào tab là developer và chọn vào dòng là property. Sau đó ở đây ở mục là checker symbol này các bạn chúng ta sẽ chọn vào chain rồi ở một phòng các bạn chúng ta sẽ chọn là phòng winning đó bấm vào mũi tên chỉ xuống nhập từ với kép này để chọn vào phòng là winning rồi bây giờ tôi sẽ kéo xuống này giả sử như ở đây tôi sẽ tiến hành là chèn ô vuông có dấu tích bên trong đó, chọn ở dưới này và chọn vào ô vuông này bấm vào ok ok rồi Bây giờ tôi là tích vào ô vuông này. Đó bạn thấy không? Lúc này á nó đã chuyển đổi biểu tượng thay vì có dấu ít bên trong thì nó sẽ có dấu tích này. Đó tương tự. Ở đây tôi muốn là thay đổi này, tôi xóa đi. Quét chọn cái ô vuông này, bấm phím delete để xóa đi. Rồi đây tôi sẽ tiến hành là quét chọn copy cần C xuống đây, dán ra cần V. Chèn ô vuông thì chúng ta cứ vào tab là lớp B, chọn ô vuông này vào thì nó sẽ có giao tích ở bên trong muốn thay đổi biểu tượng khác á, thì các bạn chúng ta sẽ vào property này. Đó. rồi sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào trên ở đây tôi sẽ vào phong winning chọn vào biểu tượng ở vùng mà tôi muốn này nó giả sử như đây tôi sẽ chọn vào biểu tượng ở vùng này ok ok đó thì nó sẽ thay đổi thành biểu tượng ở vùng này đó như vậy là trong video giờ, vừa rồi tôi hướng dẫn cho bạn cách chèn giao tích và ô vuông trong Word. Nếu thấy video hay thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.